ai có lại nha mọi người. Đây, cần Shimano Scarabat nha. Chuyến này mình nhập Scarabat mẫu mới nha mọi người, không phải là mẫu cũ nữa, mẫu mới này có cái gì khác nha mọi người. Nhất là ốc quặng nó sẽ lớn hơn mẫu cũ, chắc chắn hơn nha mọi người. Hai là cái màu, hai cái màu này hồi trước nó màu xanh, xanh dương mà xanh rất là nhạt nhẽo, xanh này xanh đậm nha mọi người. Màu đỏ thì màu đỏ huyết, màu đỏ này giống như màu đỏ huyết này là đỏ đô mọi người, đỏ rất là đẹp nha mọi người. Thấy màu đỏ nó khác hết trước nha, đỏ thì mọi người nhìn nhìn hai ba hướng, hướng bên đây nó lại đỏ khác, còn nhìn bên đây lại đỏ khác. Nhìn đấy người ta nói giống như sơn không đều nhưng mà không phải nha mọi người. Nắng chiếu sáng vô thì nó sẽ có cái màu khác, nói chung là cái màu này là màu đỏ. Rồi thì combo chiến này nó cũng sẽ có cần máy và dây nha mọi người. Đó, cần máy và dây thì phụ kiện để y như cũ ha. Mình không có cầm phụ kiện theo nhưng mà mình sẽ cho mọi người xem phụ kiện là như thế nào ha. Phụ kiện gồm chuông, chì, lưỡi, man ý và móc khóa nha mọi người. Đó, có phao nữa, quên, có phao và chặn phao nữa. Đây, rất là nhiều món cho mọi người chơi luôn. Đây, cần thì hiện tại trước 2m1 mình đã cập nhật rồi, cho nên là chiếc này mình chỉ quay hai size là 2m7 và 2m4 nha. Đó, thì 2m4 về xe 2m4 mình sẽ đi cho mọi người là con máy 6.000, hay 2m4 là đi cho mọi người con máy 6.000 nha, còn 2m7 đây, 2m7 là đi con máy 7.000. Thì giá nó sẽ bắt đầu 2m4 máy 6.000 là 340.000 và 2m7 máy 7.000 là 360.000, là chưa bao gồm phí ship nha mọi người. Phí ship là 30.000. Mọi người mua hai bộ thì bên mình sẽ miễn ship cho mọi người ha. Bên mình buôn bán thì cứ nhận hàng kiểm tra đúng mẫu và thanh toán. Và chiếc này thì vẫn như cũ thôi, tại vì mấy video cũ mình đã nhất test tỉnh cho mọi người coi đầy đủ hết trơn rồi, cho nên là mình sẽ không có quay test lại nữa cho mọi người xem. Nhưng mình sẽ nói một câu rất là đơn giản thôi, anh em cứ mua về đó, hoặc là cứ thích thì cứ trước khi nhận hàng shipper giao tới đó, mọi người chuẩn bị cục gì đó 5kg hay 6kg gì đó, mọi người cứ cột nhất tỉnh lên đi, gãy tại đó rồi xong trả cần lại luôn, khỏi cần mất công nhận rồi trả lại thì nó khó. Mình bao mọi người là nhất tỉnh 5kg là chuyện nhỏ nha, nhất tỉnh 5kg là chuyện nhỏ. Đây, thì cái bộ này thì mình sẽ nói lại thông số sơ bộ của cho mọi người xem ha. Thì đây là một cái cần đặt nha mọi người, cần đặt ruột đó, đặt ruột màu Scarabat thì nó quá quen thuộc với anh em cần thủ rồi, chồng giá rẻ thì Scarabat nó cũng như bá đạo rồi mọi người. Máy AC trong chồng giá rẻ coi như cũng nó nắm chùm, cối kim loại và tay quay nó kim loại luôn ha mọi người. Đó, còn 6.000 và 7.000 nói chung là chỉ xin trên lệch có mười mấy mét dây thôi, không đáng kể lắm nha mọi người. Đấy, mọi người nhìn nè, còn 6.000 mỗi ngày là không có chênh lệch nhiều. Cần thì 2m1 mình đã quay rồi, mình đã nói cho nên là mình không có quay, mình chỉ quay trên đây là 2m7 và 2m4 nha. Đây mọi người nhìn cần, mình để 2m7 2m4 cho mọi người xem. Hiện tại mình đang cắt lúa nha mọi người. Bên đây là một cái dãy ruộng chưa cắt, mà ruộng của mình ở đây cắt rồi. Ở bên kia là người ta đang cắt đó mọi người. Múc tí tè bên kia mọi người thấy máy cắt nó đang chạy á, nó đang chạy bên đó. Trời thì cũng mới vừa mưa xong. Để thì thôi mình chạy xíu xe chạy vô ruộng luôn, quay vô trống cho mọi người xem ha. Rồi thì bây giờ vô cái cần nè. Đây. Mọi người nãy giờ chưa thấy chữ Scarabat mọi người. Đây Scarabat đây. Shimano Scarabat nha mọi người. Scarabat cây này là màu đỏ là 2m7 và màu đỏ chỉ có 2m7 và 2m4 là cây màu xanh nha mọi người. Chứ màu xanh là không có 2m, không có 2m7 nha. Nói chung là mình quay màu nào trên đây video nào chỉ có màu đỏ thôi. Là 2m7 màu đỏ và 2m4 là màu xanh ha. Đó. Thì máy. Máy thì mình sẽ quấn dây sẵn ở đây cho mọi người luôn. Quấn dây sẵn luôn. Máy thì quay cũng khá là im mượt cho nên là mọi người cứ yên tâm. Vì con AC nói chung là mình câu vừa sức với nó thì rất là thoải mái ha. Đừng có về miết nó, miết quá thì nó tuôn nhông ngoài kia là chuyện bình thường. Cứ mình nương, mình dìu, xả cá, mua pin cái kiểu thì ok, không vấn đề gì hết. Nói chung là do kỹ năng mình xài và do cách sử dụng của mình nữa. Và con máy nó sẽ bền theo cách sử dụng của mình. Mọi người thấy im chưa? Này, con nào mình trúng vô dây sẵn hết. Vô dây sẵn hết ha. Mọi người về câu, mấy lần trước mình làm biến vô dây, nhưng mà chuyến này gán tranh thủ vô dây hết, vô dây sẵn cho mọi người những cái máy luôn, mọi người chỉ về cầm đi câu thôi. Và phụ kiện thì nãy mình đã nói cho mọi người. Và cái này, giá này là mình mấy phụ kiện á là mình tặng kèm cho mọi người nha, tặng kèm. Cho nên là mọi người cũng không có cần nói gì mình đổi gì kia. Nghĩa là không có đổi được. Đổ mất công lộn xộn lắm, cho nên là mọi người cần mua thêm gì mua ha. Còn những cái hồi nãy là mình nói là mình tặng. Nghĩa là tặng là không quy giá và cũng không quy đổi luôn. Đó. Rồi, đây, mình sẽ quay cho mọi người xem là cây cần. Đây, cần 2m7, cây này là cây 2m7 nha mọi người. 2m7 máy 7.000. Và bên đây là 2m4. 2m4 máy 6.000 nha, cho nó hợp với cần một xíu.
thì bộ này thích hợp cho mọi người câu ngâm thôi, câu ngâm lăng xê bánh lục cũng được. Nói chung là mọi người này muốn nói gì, cái này muốn hỏi người hỏi mình hoài luôn là câu lua được không, câu được nha mọi người, nói đừng có hỏi mình cái được hay không. Ví dụ mình nói cái này là chuyên, tức là chuyên câu ngâm, câu lăng xê thì nó là dạng chuyên, còn mọi người xách đi lua vẫn được. Nói chung là cần câu là câu cá thôi nha mọi người, cần câu là mình dùng để câu cá chứ không phải là cần câu là để mình đem về nhà cắt, cho nên là cần câu là câu được hết. Nhưng mà mình mọi người xem video mọi người phải hiểu là cái video nói gì, cần này nó chuyên gì, nhưng mình nói này là chuyên gì câu ngâm câu lăng xê thì nó chuyên về phần đó, nó không phải chuyên lua. Khi nào mình làm combo mình nói cần lua ok thì nó là cái lua, nó chuyên về lua. Còn câu lua vẫn được nhưng mà nó hơi nặng, tại đây là cần lăng xê, chủ yếu là mình chỉ để như thế này, khi nào cá nặng nhịp đột mà mình cầm lên mình giật. Còn lua mình cầm cái cần xuyên suốt luôn, cầm quay xuyên suốt cho nên là rất là nặng, nặng là sẽ mỏi tay, mình không có hứng thú để câu lua nữa. Cho nên là cái là cái lý do vì sao mọi người câu lua mình say 2m1 cần gỏng máy nhỏ là vậy đó. Nói chung là nhẹ mình câu lua mới được, còn nặng quá cầm lua vẫn được nhưng mà hồi mỏi tay hồi cũng đi ngủ à. Đấy. Rồi ok thì cập nhật là hàng thôi, cho nên là không có nói nhiều, không có dài dòng nha mọi người. Chỉ có nhiều đó là cần đặt 2 khúc máy AC, máy AC 6.000 và 7.000, 2 size 2m4 và 2m7, giá 2m4 là 340.000 và 2m7 là 360.000. Mọi người cần biết thêm thông tin chi tiết gì thì cần mọi người cứ vào Zalo nhắn tin cho mình. Ví dụ như mình nói cái bài là bộ 340 và 360, mọi người cứ vào Zalo và nhắn với mình là em cần biết thêm thông tin chi tiết bộ cần 340 hoặc là 360 thì là mình biết rồi. Hoặc là mọi người cứ nhắn tin là anh cần tham khảo bộ cần 360 thêm về hình ảnh này kia đó. Chứ mọi người đừng nói là tôi muốn đặt mua cây cần, mình cũng chả biết là mọi người muốn mua cây cần nào, tại vì mình đăng trên video của mình rất là nhiều rồi, bây giờ mọi người hỏi cây cần mình cũng có biết cây cần nào đâu đó. Bởi vì cũng khổ cho nên mà mỗi cái video đều có cái tiêu đề là cái tựa, mọi người cứ nói cái tiêu đề hoặc cái tựa video là mình biết rồi đấy, rất là dễ, rất là đơn giản ha. Ô trời, hôm nay nói chung là rất là đẹp, cắt lúa xa trong kia là người ta đang cắt đó mọi người. Đó, mà cởi ta đi. Rồi thì ok, video ngắn gọn bao nhiêu đây thôi. Cần đặt 2 khúc máy AC nha mọi người. Rồi ok, bye bye. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo của mình. Hy vọng là sắp tới mình sẽ ra được nhiều bộ combo đẹp xịn sò hơn nữa cho mọi người xem ha. Tại vì đang dịch quá, hàng không về được mọi người. Cũng hy vọng thôi, hàng về được là mình sẽ quay tiếp những sản phẩm mới cho mọi người xem ha. Rồi, bye bye.